Giới thiệu tới mọi người cái vợt bóng bàn nhé. Vợt bóng bàn cán dọc này, các bạn nhìn này, nó sẽ khác so với vợt bóng bàn bình thường. Cán dọc thì ở bên trên này họ làm bè bè hơn này, vuông kiểu dạng như là bo vuông hơn này. Và cán thì nó sẽ lồi lên về một bên, lồi cao lên một bên, còn một bên thì phẳng. Và mặt thì nó cũng chỉ là chơi mặt một bên nhé. Đó, người ta gọi là cán là vợt bóng bàn cán dọc. Đó, logo của Butterfly này, cánh bướm này. Đây, mọi người thấy này. Và cái này nó là vợt mới nhé. Vẫn là vợt mới nguyên, mình vừa bóc hộp ra để quay cho mọi người xem. Hàng hàng test, hàng trưng bày ấy. Mình có thể quay cho mọi người xem này. Vợt này thì của Butterfly này. Và nhãn hiệu của nó là Butterfly Kenko 1500. Vợt chuẩn thi đấu GTTAA, đạt chuẩn chứng nhận thi đấu luôn nhé. Loại vợt cán dọc này. Cái này thì nhà máy đặt sản xuất bên Trung Quốc nên là nó sẽ ghi Made in China. Đây, và mọi người có thể thấy này, mặt vợt vẫn còn nguyên ni lông dán mặt vợt nhé. Mình vừa bóc hộp ra để quay cho mọi người xem. Logo Butterfly này, đây, mọi người thấy này, logo Butterfly, mặt là Adidas, đạt chuẩn chứng nhận GTTAA, chuẩn thi đấu chứng nhận quốc tế đấy nhá. Đây là mặt mặt trước mặt đánh này, là mặt đỏ này, có viền dán bảo vệ vợt xung quanh này. Và mặt sau này thì thường thường thì vợt này người ta không chơi, còn như vợt bình thường thì nó sẽ có hai mặt, một mặt đỏ một mặt đen dán vào đây, còn đây thì nó chỉ dán một mặt thôi nhá. Và mặt sau này thì mình không chơi, chủ yếu là cầm cầm đánh thế này, cầm đánh và đánh đánh một mặt đó. Và chơi vợt này, nếu mà mọi người chơi được cái vợt cán dọc này ấy, thì đối phương rất là khó đánh luôn, và rất dễ ghi điểm, nhưng mà cũng phải nhưng mà người chơi thì cũng phải là có trình độ cao thì mới chơi được cái vợt này, chứ còn chơi bình thường thì chơi vợt này nó tương đối là khó chơi đấy, mình phải học, mình phải tập. Còn thì chơi bình thường thì chơi cái vợt hai mặt nó sẽ dễ chơi hơn, mình thuận bên nào thì mình đánh bên đấy, còn cái vợt này là chỉ đánh được một bên đó. Đấy, nên là thời gian học nó sẽ mất thời gian. Và khi các bạn mua vợt này thì có tặng kèm luôn hai quả bóng chính hãng của Butterfly này, 40 cộng chuẩn thi đấu luôn, về mọi người có thể chơi đó, và không cần phải mua thêm bóng nhé, tặng kèm hai quả bóng đi kèm với vợt luôn. Ok, và đây là mình vừa bóc hộp ra để quay cho mọi người xem luôn, vẫn còn mới nguyên này. Đó, và các bạn đặt, nếu các bạn cần mua cái vợt để trải nghiệm như này, giá nó sẽ tốt hơn thì có thể lấy, hoặc là không thì bên mình cũng có vợt mới nguyên cho các bạn, nguyên siêu luôn. Đây là mình vừa bóc ra đây, bóc ra là nó sẽ mất siêu nha, không đóng lại được đây. Đó, ok, thì cần thêm thông tin gì về vợt mọi người có thể liên hệ qua số điện thoại để góc màn hình nhé. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video ạ.